Một điểm nổi bật tại liên hoan lần này là mảng đề tài người lính trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19, ghi lại hình ảnh của đồng đội nơi tuyến đầu chống dịch. Đó cũng là cách mà đội ngũ làm báo hình toàn quân lưu giữ ký ức về những ngày tháng không thể nào quên trong cuộc chiến đấu đầy cam go của đồng chí, đồng đội cùng nhân dân cả nước với dịch bệnh nguy hiểm này. Tham gia liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 13 này, chúng tôi chú trọng vào những thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa, mang lại những cảm xúc mạnh mẽ cả về nội dung và cách thể hiện trong điều kiện thực tác nghiệp thời điểm giãn cách xã hội. Chính những khó khăn đó giúp chúng tôi bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm cũng như là trưởng thành về chuyên môn, đổi mới tác phong thể hiện thông qua những cái ngôn ngữ hình ảnh và có thêm nhiều ý tưởng mới, cách tiếp cận mới. Đại dịch COVID-19 tạo ra khó khăn, nhưng các đơn vị và các tác giả đều dành sự quan tâm đặc biệt cho liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 13, dành nhiều thời gian chăn trở hoàn thiện tác phẩm của mình. Chủ đề của đề tài của các tác phẩm được các cơ quan đơn vị chuẩn bị rất chu đáo, chặt chẽ, đúng với các văn bản hướng dẫn của ban tổ chức hội thi, với mục đích tham gia có chất lượng hiệu quả cao nhất, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong lực lượng vũ trang quân khu 5 nói riêng và của toàn quân nói chung. Các tác phẩm được vinh danh tại liên hoan vừa là sự ghi nhận, động viên tinh thần kịp thời và tạo động lực để các tác giả càng thêm hăng say cống hiến, sáng tạo. Đồng thời, đây cũng là những tác phẩm tiêu biểu để đội ngũ làm báo hình toàn quân tham khảo, học hỏi cùng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đó là sự ghi nhận, sự cổ vũ, động viên lớn đối với chúng tôi để trong thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng những tác phẩm truyền hình đạt chất lượng cao hơn để tuyên truyền đến với đồng bào và nhân dân cả nước hiểu và chia sẻ với bộ đội toàn quân nói chung và bộ đội phòng không không quân nói riêng. Năm nay thì lại có một cái đặc biệt, tổ chức một cái đặc biệt trong cái dịch bệnh thì cũng có một cái điều là chúng tôi các đơn vị anh em trong toàn quân không được giao lưu, nhưng chúng tôi có những cái tác phẩm hay thì ban tổ chức đã chiếu đấy thì chúng tôi xem, và từ cái đấy thì nó là một cái để chúng tôi trau dồi thêm cái kiến thức, cái nghề nghiệp của chúng tôi. Thế thì qua cái tác phẩm đấy thì chúng tôi học hỏi được rất là nhiều của đồng đội chúng tôi làm nghề. Sau mỗi lần tổ chức, chất lượng các tác phẩm ngày càng tốt lên, tính sáng tạo ngày càng cao, đã khẳng định được khả năng của những người làm báo hình trong quân đội, đặc biệt là thể hiện được sức thu hút của liên hoan truyền hình toàn quân đối với các cơ quan, đơn vị.